bé con đã đi ngủ chưa? Bé con đã đi ngủ chưa? Bé con bỏ ngay cái điện thoại xuống. Cất ngay cái điện thoại đi, không thì ta ăn thịt bây giờ. Ta ăn thịt luôn đây. Bé con đã nghe rõ chưa? Ta rất thích ăn thịt những người xem điện thoại. Bé con đã cất điện thoại chưa? Không, ta cắn. Ta cắn đây. Ta cắn cho bây giờ đây.